Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng đang buồn dần. Truyền thông nhà nước cho hay vào ngày 30 tháng 5, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã họp dân Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn để thông tin về dự án liên hiệp gang thép Long Sơn, dự kiến sẽ được xây dựng tại thôn này. Trong dự án này, người dân không được gì mà ngược lại họ còn mất mát rất lớn. Những kẻ nắm quyền cai trị ở đất nước này có rất nhiều kẻ buôn dân. Họ sẵn sàng đem tương lai của người dân ra bán cho doanh nghiệp để nhận được những khoản lót tay hậu hĩnh, từ đó mà cho con du học, mua xe, xây biệt phủ và gửi tiền ở nước ngoài. Vào năm 2021, công ty Long Sơn bị tỉnh Ninh Bình phạt 130 triệu vì làm ô nhiễm môi trường. Dự án thép Formosa được ông cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh đem về Vũng Áng với bao nhiêu ưu đãi. Để rồi, chính doanh nghiệp này đã xả thải độc ra biển, làm nhiễm độc cá chết kéo dài từ Hà Tĩnh cho đến tận Đà Nẵng, khiến hàng triệu ngư dân mất việc làm, ngành thủy sản bị tổn thương và bao nhiêu người bị nhiễm độc vì ăn phải cá độc, vì dùng muối độc của khu vực này và hậu quả đến ngày nay chưa lường hết. Những thiệt hại này cũng không làm ai thống kê cho dân biết, đó là cách mà quan chức cấp tỉnh đã tự ý bán đi tương lai của dân để họ được hưởng lợi, được tham nhũng và nhận tiền lãi quả. Sau 7 năm vụ án Formosa, bí thư tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng lặp lại con đường buôn dân như ông Võ Kim Cự đã từng làm. Người dân thì thấp cổ bé họng, họ đang phải đấu tranh để bảo vệ môi trường sống cho mình, bởi nếu không đấu tranh thì ông bí thư tỉnh này sẽ đem tương lai của họ bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn để dự án được thực thi. Ông Hồ Quốc Dũng cam kết miệng lấy được rằng tôi chịu trách nhiệm nếu nhà máy thép xả thải ra biển. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn là một doanh nghiệp có vết đen về việc gây ô nhiễm môi trường. Vào năm 2021, công ty này đã bị Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Ninh Bình lập biên bản vi phạm vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt 130 triệu đồng. Chưa hết, vào năm 2022, công ty này cũng bị Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa xử phạt hành chính số tiền 580 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Vào năm 2022, công ty Long Sơn bị tỉnh Thanh Hóa phạt gần 600 triệu đồng vì làm ô nhiễm môi trường. Với một doanh nghiệp chuyên gây ô nhiễm môi trường như thế, ông Hồ Quốc Dũng dám đứng ra chịu trách nhiệm trước dân, thì rõ ràng ông này hứa bừa. Ông hứa với mục đích là để bà con Lộ Diêu chấp nhận dự án này, chứ ông không hứa để thực hiện lời hứa. Giả sử như ông hứa và dự án này được thực hiện, rồi sau đó doanh nghiệp này xả độc ra biển, thì cùng lắm ông thực hiện việc xử phạt như hai tỉnh kia đã làm, để thu tiền cho ngân sách, chứ ông có đứng ra đền bù về mặt kinh tế, sức khỏe và thể chất, cũng như tinh thần cho người dân Lộ Diêu hay không. Thực tế thì quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam nào mà không đánh quả để mà kiếm trác đút túi riêng, chỉ dùng một lời hứa suông để bán đi tương lai của người dân, thu lợi cho bản thân, thì dại gì ông quan này không hứa. Bản chất của quan chức chế độ này là tư duy nhiệm kỳ, cứ làm bừa, làm miễn sao mình có lợi, còn hậu quả cứ để đó diễn ra. Dù sau khi xảy ra hậu quả cũng là ở thì tương lai mà họ không còn đường nhiệm nữa. Có người cho rằng ông Hồ Quốc Dũng đang muốn ăn ốc ở nhiệm kỳ này, còn phân vỏ thì để cho người kế nhiệm của ông đổ thay. Lời hứa bừa của ông Hồ Quốc Dũng. Trò buôn dân kiểu này quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện rất nhiều. Ông Hồ Quốc Dũng giờ đây đang dùng lại chiêu bài như thế. Chưa có nơi nào mà người dân khốn khổ như người dân tại Việt Nam, quan chức nào cũng muốn đem tương lai của dân mình ra mà bán, để kiếm khoản lãi quả rất lớn. Họ bất chấp hậu quả người dân phải gánh chịu thế nào, bệnh tật ra sao, thậm chí dẫn đến chết chóc nhiều thế hệ. Hầu hết quan chức đều tìm một lý do hợp lý nào đấy để bao biện cho ý đồ của mình. Ở đây, ông Hồ Quốc Dũng lấy lý do tỉnh cần phát triển kinh tế. Tuy nhiên, phát triển mà không bảo vệ môi trường thì hại nhiều hơn lợi. Môi trường là vô giá, mà định giá đổi lĩnh đồng tiền bẩn thì đấy chính là cách họ chuyển sinh kế của người dân sang tay cho bọn chủ doanh nghiệp
và quan chức bẩn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng đang buồn dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Được ưu đãi nhưng thua lỗ để moi tiền, chiêu bài của EVN và cách quản lý tệ hại của Đảng Cộng sản. Được đồng quyền mua bán điện được nhà nước bảo đảm cho một mình một chợ trên thị trường năng lượng điện, nhưng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN lại than lỗ, và khoản lỗ đã lên đến gần 100.000 tỷ đồng, tức là khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng nói là sau khi EVN báo lỗ thì sự việc được đưa ra trước nghị trường để mổ xẻ, la lên hay không, bù lỗ, và không ai yêu cầu phải thanh tra, phải kiểm toán độc lập xem công ty này có tiêu cực gì hay không ở phía sau. Càng được nuông chiều, EVN càng đòi hỏi rất nhiều và càng lỗ. Có một điều là các doanh nghiệp nhà nước chỉ bị thanh tra chính phủ hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, chứ không bị điều tra. Thanh tra chính phủ là đơn vị dễ mua chuộc, bởi như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng, thì đủ biết rằng cơ quan thanh tra của chính phủ nó đã như thế nào rồi. Lâu nay, cơ quan này vẫn rất tai tiếng về vấn đề tham nhũng và những người đứng đầu cơ quan này thường rất giàu có. Còn Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì chỉ kiểm tra qua quản lý về mặt đảng, họ không có đủ khả năng để kiểm tra vấn đề tài chính doanh nghiệp. Và lại là cơ quan đảng hay cơ quan nhà nước thì cũng đều là những cơ quan không sạch sẽ gì. Tất cả đều có thể mua. Không có kiểm toán độc lập thì việc biển thủ tiền nhà nước rất khó bị phát hiện. Như vậy, nếu chính phủ mà đồng ý cho EVN nâng giá điện lên thì rất có thể doanh nghiệp này lại moi tiền ngân sách rồi rót vào túi riêng của lãnh đạo doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau. Từ dối trá sẽ lòi ra bất cập. Cứ như là quy luật tất yếu vậy, doanh nghiệp nhà nước thì làm ăn yếu kém, thua lỗ, nhưng quan chức quản lý doanh nghiệp lại giàu lên trông thấy. Như một thói quen, sau khi Điện lực Việt Nam tăng giá bất thường, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Dương Quang Thành, trở thành tâm điểm gây chú ý của dư luận cả nước. Trước đây, hai người con trai của ông Thành đã du học ở Mỹ với chi phí rất cao mỗi năm, có thể lên đến hàng trăm ngàn USD mỗi năm. Hiện nay, con trai ông Thành được cơ cấu vào Công ty Điện lực Việt Nam để chuẩn bị giành miếng bánh béo bở mà cha cậu ta đã từng hưởng. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thứ thể chế kinh tế lai căng, tự do không ra tự do, bao cấp không ra bao cấp. Nó loại hình kinh tế méo mó, chỗ thì siết chặt vào, chỗ thì phình to quá rộng. Hiện nay, doanh nghiệp ngoại quốc doanh không có thân hữu với chính quyền đang gặp trăm bề khó khăn, mà đặc biệt là vấn đề vốn. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước được hưởng đủ thứ ưu đãi nhưng vẫn than lỗ triền miên. Theo thông tin, những người trong cuộc cho biết phải than lỗ để đòi hỏi cơ chế, đòi hỏi chính sách ưu đãi riêng. Và những quy luật bất thành văn hầu như đã đòi thì phải được. Để tránh những dị nghị của dư luận xã hội thì vấn đề cũng được đưa lên báo và được đưa ra trước nghị trường để bàn tán xôn xao. Đấy chính là cách để tạo ra sự minh bạch giả tạo. Thực chất là chính phủ đã quyết trước khi vấn đề được đưa ra công khai rồi. Định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là một cái đuôi này nuôi cả bộ máy chính quyền, giúp quan chức có thể làm giàu từ những đồng lương chết đói nhất. Điều đó dẫn tới những việc quan chức có nhà, có xe, có của chìm, của nổi, có tiền cho con đi du học Âu Mỹ, mua tài sản ở nước ngoài rất tốn kém. Đào than lên để bán thôi cũng kêu lỗ. Từ trong bộ máy nhà nước cho đến những bộ máy doanh nghiệp nhà nước, dường như nó có chung một cách thức, đó là bòn rút tiền của dân. Như Vietnam Airlines, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Vinacomin, v.v. đều là những doanh nghiệp biết cách thua lỗ. Đến than chỉ có đảo lên bán mà cũng lỗ, dầu thô chỉ cần hút lên bán mà cũng lỗ.
Với một cơ chế không công bằng như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bóp chết những doanh nghiệp Việt Nam để nhường sân chơi cho khối FDI. Những năm gần đây, vai trò của doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh yếu dần và nền kinh tế dần phụ thuộc vào khối ngoại FDI. Đấy là cách quản lý tệ hại của Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Được ưu đãi nhưng thua lỗ để moi tiền, chiêu bài của EVN và cách quản lý tệ hại của Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de